Sáu ba bắt đầu chuẩn bị xuất phát nào. 2 3 chạy một vòng, quay lại rồi quay lại đây. Thôi nào, bây giờ ra tập bóng cho ông bà xem. Chưa có cái tập bóng nào gửi về cả. 2 3 con tập bóng đi, tập bóng tiếp đi. Hả? Chưa. Đứng lùi ra sau. Đấy, tập đúng chỗ đấy. Đấy, đấy, được rồi. Đừng ra nắng. Đấy, cháu vừa có cái quần mới đấy ông bà. Quần màu hồng ông bà. Quần màu hồng, vé lên cho ông bà xem, quần Barbie màu hồng. Đấy. Đấy, úi dồi cháu ông bà lịch sự chưa. Đấy, còn đôi dép mới ba cháu mới mua cho cháu hôm qua. Đây là cho ông bà xem dép của cháu. Dép thật là đây. Ông bà dép này xịn cực ông bà. Lát tiền ơi là lát tiền. Cẩn thận ngồi hở cả bím ra kìa. Chả quá đây thì. Ôi giời ơi, đúng rồi con gái. Đây. Đây. Lật đằng sau. Lật sang bên phải. Lật sang bên trái. Tốt. Đi vào cho ông bà xem. Cháu có thể bỏ lên bỏ xuống đều được. Tốt. Bỏ lên rồi đi được nhá, mà bỏ xuống cũng đi được nhá, nhìn nhá. Quay cái nơ xong rồi quay cái nơ buộc tóc cho ông bà xem. Tốt. Đợi một tí áo. Đợi con một tẹo chứ, đợi một tẹo nói với ai đây. Úi giời, sạch thế nhỉ. Sạch gì? Đấy là điều tối thiểu mình có thể làm được. Đây cháu có tóc giả đấy. Ông bà thấy xinh chưa? Đầu tư hơi bị kinh nhá ông bà. Khiếp lắm cơ. Điệu lắm. Dép này ý ông bà. Dép này cháu mới mua ông bà. Đây này ông bà nhìn đi. Đấy dép đấy ý. Bạn cháu có một đôi giống đấy. Tập bóng rổ cho ông bà xem nào. Xong rồi tập nhảy dây. Hết cả mồ hôi rồi mà. Mai đi học mẹ sẽ chụp ảnh trước khi đi, xong rồi lúc về lại chụp ảnh cho ông bà xem cái school bus của con nhé. Vâng. Ôi giời. Để con quay cái cây mà quan trọng. À đúng rồi. Bé bé nữa này. Hình trái ôi tim ông bà. Có lúc mà nó lớn lên là hình khác. Cháu phải vào tưới nước thôi nào. Nhanh lên. Ba Giang. Hai Ba Giang. Quay để gửi về cho ông bà. Hả? Ông bà nhìn cháu có cốc Barbie này. Đẹp quá. Để ra ngoài.
Chưa. 18. Con đi ra đi. Vâng. Thế mà con đi nhầm thế. Ờ, chị dép thôi. Thế đấy. Không phải, con nào là cái dép, sao tại sao lại tự ra đi nhầm. Ngồi con gái cẩn thận kìa, trông quần lót kìa. Tưới thế nào? Tưới phải có mực chứ con. Không phải tưới là tưới, cứ là tưới lấy được đâu. Barbie đây này, sữa tắm của cháu là hình con này. Thật nó khoe hộp sữa tắm nhá. Ông bà nhìn này, cháu làm bảo thật nhá. Ừ. Úi giời, kéo quá nhỉ. Đấy bảo lắm này. Nhảy nhảy dây đi con, nhảy dây cho ông bà xem. Cháu ông bà biết nhảy dây rồi đấy. Một, hai, ba, bốn. Nhảy chân đất mới nhảy nhanh. Nhưng mà đứng vào cái chỗ đừng có xước. Con để như thế thì cái dây nó đập vào cái dép này nó lại hỏng mất. Đấy, con thấy chưa? Tam phải có kế hoạch từ trước chứ. Con đứng lùi ra làm sao? Cẩn thận. Đấy. Lùi ra nữa đi. Đứng hẳn. Nhảy đất thì đau lắm, phải lên cái chỗ của mẹ cháu như này. Nhảy mới dễ. Nào đứng ra.